kính bạch trên chức tôn đức. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Hôm nay đã chùa đã chính thức triệt hạ để chuẩn bị xây dựng lại cái ngôi Tam Bảo mới. Trong ngày hôm nay, sư cô, chúng con xin gửi đến chư tôn đức một lời cầu nguyện cho chúng con ngôi Tam Bảo viên minh, nương nhờ Phật lực, pháp lực và chư tôn đức tăng ni cho chúng con một lời cầu nguyện để ngôi Tam Bảo sớm xây dựng được lại. Và kính xin quý đồng hương Phật tử, mỗi người mỗi tay xin gia tâm cầu nguyện, và cũng như cho sư cô một tâm lòng và một bàn tay để ngôi Tam Bảo ngày mai sẽ trở lại như cũ. Ngưỡng mong trên chư công đức và cùng chư Phật tử đồng hương xin mở lòng và phát tâm ủng hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Nguyên Trơn của chùa Viên Minh. Hôm nay con xin kêu gọi mọi người hãy chung tay giúp sức với Viên Minh để ngôi Tam Bảo sớm được tái tạo, để có nơi thờ cúng chư Phật và các vị hương linh, cũng như để có nơi các Phật tử về sum họp học Phật đạo mỗi ngày, mỗi tuần, và có nơi để cho các em thiếu nhi là một cái môi trường lành mạnh để các em về đây học tiếng Việt, học cái nền văn hóa của Việt Nam, để cho tiếng Việt của mình không bị mai một. Và chúng con rất là có lòng, nhưng cái khả năng để mà xây dựng thì không có đủ, nên kêu gọi mấy mạnh thường quân và đồng hương Phật tử hãy chung tay góp sức với Viên Minh để ngôi Tam Bảo sớm được tái tạo. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, con là từ cơ Phật tử của đạo tràng Viên Minh. Nhìn cảnh tượng Viên Minh triệt hạ, ngôi chùa được bị triệt hạ, tụi con rất là đau lòng. Song bên cạnh đau lòng đó thì niềm lo lắng của tụi con lại càng nhiều hơn, vì không biết tụi con đến bao giờ mới có đủ kinh phí để mà xây lại ngôi chùa Tam Bảo này. Thành ra chúng con rất là tha thiết mong cầu mọi người giúp một tay trên chư tôn thiền đức và quý đồng hương Phật tử xa gần, chúng ta cùng nhau góp sức để xây dựng lại ngôi Tam Bảo, cho chúng con được phụng thờ Tam Bảo và chư hương linh. Mọi đóng góp của quý Phật tử xa gần dù lớn hay nhỏ cũng rất là ý nghĩa đối với chúng con trong lúc này. Chúng con xin thành kính tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những Phật tử đã sinh hoạt với ngôi chùa Viên Minh mấy năm trời. Vừa rồi chùa bị trở ngại vì vấn đề hỏa hoạn, nên sư cô Diệu Phước cũng giống như toàn thể Phật tử phải sinh hoạt tại một nơi khác. Hôm nay sau khi đã giải quyết bảo hiểm, chùa Viên Minh bắt đầu được tái thiết ở tại ngôi chùa, địa chỉ là 11721 Magnolia Garden Road, Cali 92841. Và để cho ngôi chùa được khang trang, sinh hoạt Phật sự được mọi điều tốt đẹp, chúng tôi xin tất cả các vị Phật tử có lòng nhiệt tâm với đạo pháp nên liên lạc với chùa Viên Minh để giúp đỡ cho ngôi chùa được mọi sự tốt lành, êm đẹp và khang trang, mọi sự được viên thành. Trân trọng kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý cô, kính thưa quý đạo tràng có mặt ở đây, cũng như quý đồng hương Phật tử xa gần. Con rất là bồi hồi khi mà chính mình chứng kiến cái cảnh mà triệt hạ như vậy á. Con không có dằn được cái nỗi niềm của mình là một Phật tử, là một người con Phật,
con kính mong mỗi người một bàn tay, mỗi người một viên gạch để đạo tràng Biển Minh được tái tạo và được tiếp tục sinh hoạt. Dạ, vừa qua thì chúng con cũng là tri ân trên chức Tôn Đức Tăng Ni, cùng đồng hương Phật tử, cái nỗi đau nào trong cuộc đời ai cũng có những nỗi đau. Nhưng nỗi đau nhất là khi thấy ngôi tam bảo của ngôi chùa Biển Minh đã chính thức triệt hạ. Tuy rằng bên nỗi đau đó mà nỗi lo của chúng con còn nhiều hơn, nhiều, rất là nhiều khó khăn. Chúng con chỉ mong mỏi rằng trên chư Tôn Đức mỗi người cho con một lời cầu nguyện, cũng như đồng hương Phật tử xin mỗi người cho con một tấm lòng và một bàn tay. Thì giờ mấy chín tháng qua chúng con rất là mệt mỏi, vừa lo công việc bảo hiểm ra sao và như thế nào, thì hôm nay mọi sự bảo hiểm sẽ khép lại. Tuy nhiên bảo hiểm vô chúng con mua thì có giới hạn, không đủ khô bờ lại xây lại ngôi tam bảo, cũng như tất cả những sự những cái xây lại tất cả những cái phương tiện cho quần chúng. Chúng con giờ này chúng con cũng xin được mong mỏi quý ngài và cũng như Phật tử cho chúng con một cơ hội, một trái tim và một bàn tay cho chúng con sớm được trở về nơi đây, và chúng con rất là mong mỏi và cũng không quên cầu nguyện cho Tôn Đức một pháp thể cân an, và cũng không quên cầu nguyện quý đồng hương Phật tử xa gần luôn luôn được an lành và luôn thành tựu trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đài Chứng Minh.